Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh tế Update số thứ 38 và hãy cùng mình cập nhật những thông tin nổi bật cũng như là những sản phẩm hot tuần qua trên diễn đàn Tinh tế cũng như là YouTube của Tinh tế nhé. Đầu tiên chính là sản phẩm Oppo Reno 5 được Oppo ra mắt trong tuần qua với mức giá bán là 8.690.000 đồng tại thị trường Việt Nam, và điều làm mình cảm thấy thích thú đó chính là lần này Oppo đã có thêm rất nhiều nâng cấp cho camera của họ. Cụ thể là mình ấn tượng với việc là có thể quay video ngược sáng hoặc là trong điều kiện thiếu sáng với chế độ Light HDR. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái tính năng nữa là quay và cũng như là chụp camera trước và camera sau trong cùng một lúc, và đây gọi là tính năng chồng video để chúng ta có thể có được một đoạn video được trích xuất từ cả hai ống kính camera trước và sau. Tiếp theo là một thông tin khá thú vị từ Samsung mà có lẽ như là các fan của nhà táo hơi buồn một chút, bởi vì cái thiết bị định vị đồ vật kết nối với điện thoại giúp chúng ta tìm và nhận được thông tin từ những cái vị trí của đồ vật bị thất lạc đã được Apple lên kế hoạch, cũng như là có những cái bản rò rỉ tin đồn trước đây từ rất lâu. Tuy nhiên mới đây thì Samsung lại cho ra mắt một thiết bị có tên là Samsung Smart Tag, và cái Smart Tag này sẽ giúp cho người dùng có thể định vị những cái đồ vật của mình, chẳng hạn như là bóp ví, những cái đồ vật mà chúng ta hay để quên. Nhưng mà nó có vẻ như sẽ được ra mắt trước cả sản phẩm của Apple, và dự đoán là nó sẽ ra mắt cùng lúc với chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21 cuối tháng 1 này. Thông tin tiếp theo nữa đó chính là cái thiết bị này nó sẽ kết nối Bluetooth với điện thoại của chúng ta, sử dụng GPS để mà định vị những cái đồ vật. Ngoài ra thì năng lượng mà cái Smart Tag này sử dụng sẽ là viên pin cúc áo, hoàn toàn có thể thay thế được. Tiếp theo là một sản phẩm đến từ xe tinh tế có tên là Yamaha Exciter 155 VVA. Sản phẩm này tại sao lại nổi bật? Bởi vì khi ra mắt với mức giá từ 46.990.000 đồng thì nó không có thắng phanh ABS. Và tại sao sản phẩm này lại không có và nó có những nhược điểm gì hay không khi mà không có hệ thống phanh này, thì mọi người đừng quên click vào bài viết phía bên dưới của anh Tùng Trịnh cũng như là anh Su Béo Béo để xem là hệ thống phanh ABS này nó có ảnh hưởng gì trong việc di chuyển cũng như là thắng gấp của người dùng, và đặc biệt là tại sao chiếc xe này lại không có hệ thống phanh xe đó nhé. Nhân viên ở Tinh tế bọn mình luôn đồn nhau rằng anh Hiệp thì chưa bao giờ nghèo cả, và hai cái sản phẩm mà anh Hiệp mới mua chắc chắn cũng sẽ gây bất ngờ cho mọi người. Đầu tiên là một bàn cờ cá ngựa với mức giá 3 triệu đồng mà anh Hiệp chuẩn bị cho năm mới sắp đến cũng như là Tết Ta sắp tới của chúng ta. Và cái bàn cá ngựa này nó sẽ có tổng cộng là 16 con ngựa bằng đất, và nó sẽ có một cái vành sắt ở phía gáy lưng sau của những chú ngựa này tạo nên cái vẻ oai hùng hơn, mắc hơn và xịn sò hơn. Và bàn cờ cá ngựa này được làm bằng gỗ rất đẹp, tinh xảo. Ngoài ra thì được lấy cảm hứng từ những chú ngựa thành Troy. Và để xem là những trải nghiệm với bàn cờ cá ngựa với mức giá 3 triệu đồng chuẩn bị cho dịp Tết đến này thì mọi người hãy xem qua bài trên tay của anh Hiệp nha. Tiếp theo là chiếc TV cũng đắt đỏ không kém, LG 88 inch, độ phân giải 8K mà anh Hiệp vừa mới bố trí cho căn phòng khách của nhà mình với mức giá lên đến gần 300 triệu. Về trải nghiệm thì mình sẽ tóm tắt lại cho mọi người, và nếu như ai muốn xem chi tiết và cụ thể hơn thì có thể click vào phần link phía bên dưới nha. Đầu tiên là chiếc TV với màn hình 88 inch này rất là thoải mái cho phòng khách rộng, tuy nhiên vẫn có thể xem thoải mái với khoảng cách là 2,7m. Tiếp tục thì anh Hiệp cũng có một nhận định cho rằng hiện tại những nội dung video 4K quá nhiều, và khi upscale lên màn hình 8K này thì những cái nội dung như vậy vẫn xem khá là tốt. Và cuối cùng là cái lý do anh Hiệp mua chiếc TV này chắc có lẽ là vì cái hộp khá đặc biệt của nó. Cái thành chân đế của nó có hệ thống loa được đặt ở phía dưới và mọi người có thể tận hưởng âm thanh phát ra từ đây. Và ngoài ra thì cái hệ thống chân này giúp chúng ta có thể tận dụng nó như một chiếc hộp tủ để chúng ta có thể đặt những cái đồ vật của mình vào. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó chính là Tinh tế Mình Chọn đã chính thức diễn ra năm 2020. Và với Tinh tế Bình Chọn năm 2020 này thì mọi người hoàn toàn có thể bình chọn cho những hạng mục khác nhau, chẳng hạn như là nhãn hàng này, sản phẩm đồ công nghệ, điện tử vân vân, và cả những mod ở Tinh tế nữa. Chương trình sẽ kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ 0 giờ 0 phút ngày 31 tháng 12 năm 2020 đến ngày 14 tháng 1 năm 2021. Và hiện tại tổng giải thưởng cho người bình chọn thắng cuộc đã lên đến 500 triệu. Vậy là anh em đừng có bỏ qua cơ hội này để chúng ta có thể vừa bình chọn được những cái nhãn hàng, phụ kiện, sản phẩm của chúng ta yêu thích để đóng góp cho Tinh tế ngày càng một phát triển hơn cho năm sau chẳng hạn, và đặc biệt là bình chọn cho những mốt mình yêu thích. Và nhắc đến đây rồi thì Đen Anh không quên nhắc mọi người lại nhớ bình chọn cho Đen Anh nữa nha, để Đen Anh được nằm trong top sánh vai với Cu Hiệp chẳng hạn. Và đó là tất cả những gì của Tinh tế Update số 38 tuần này. Và mọi người nghĩ sao về những thông tin trên? Đừng quên để lại phía dưới phần bình luận cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.